Ok, và chúng ta sẽ được một nói chung là một like cho Lệ Onion đi. Game mà, game là giải trí mà. Nhưng mà nếu mà những vòng cuối này mà chúng ta thua thì chúng ta sẽ có một bất lợi thế đấy, tại vì chúng ta vòng tiếp theo chúng ta gặp những đội thủ rất mạnh. Wow, như là deck lava đúng không? Lava. Ui, thả còn mất sớm vậy. Ồ, Sparky rồi. Cái gì đây anh em? Ui, thả con Ram ở phía con Sparky. Anh em ạ. Thả con Ram ở phía Sparky để làm gì? Ui. Không có A-Whip. Wait, 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 Sparky, Sparky, Sparky. Nice, nhưng chúng ta thấy theo đây có một con Sparky để làm gì đây? À, quay một con Becca để làm gì đây? Trong khi là họ có gáp. Đặt sai rồi. Định bắt bài nhưng không. Lượng Ely bây giờ là khá nhiều. Hơn 4 Ely rồi. Mình không hiểu tại sao có thể thả một con Ram về phía cùng với lại Sparky để làm gì. Mình không hiểu. Ok, và là hôm nay Legend chơi deck cũ rồi. À quên, chơi deck chính nhưng mà không có một equip. Thôi. Còn nước còn táp vậy. Xem Legend, xem Onion đánh cái gì kìa. Nước tuần đầu hơi fail. Uầy. Họ có fireball, họ có giáp một phát của Darkfin. Hay quá. Còn nước còn tác, không lo. Chúng ta vẫn còn giáp, chúng ta vẫn còn Becca, chúng ta vẫn còn bandit. Nếu đặt chuẩn thì còn bandit, nhưng mà tên này thì không bandit không chạm rồi. Ôi, nguy hiểm quá, con bandit nó sẽ bị bắn chết bởi con Sparky rồi. Bởi con, đúng rồi. Bandit tụt qua đi. Hay quá, rồi hợp lý. Tuyệt vời. Legend nó lấy lại phong độ, quên, Onion nó lấy lại phong độ. Bandit không được rồi, một giáp giáp thôi. Đất tủ mà chúng ta cần phải gáy. Không có một hết từ đổi hướng rồi. Oh no. Oh no no no. Nhưng mà con Darkfin, mình nghĩ Darkfin sẽ vậy đập được Faraza không? Kệ đó, con Sparky sẽ cầm con Becca sẽ cầm được con Sparky. Nhưng nó bị Becca bởi bởi gas rồi. Một pha combo với viên trai tấp tay đi. Một ăn cả nào bị không? Một ăn cả nào bị không? Chúng ta cần phải một ăn cả mà có bát gì không chứ? Không được rồi. Nguy hiểm quá. Một pha chúng ta đang có lợi thế một chút. Cần phải tuần tiếp theo cần phải bị phần bài coi cần phải cẩn thận thì gas đã có rồi. Tiếp tục phải đẩy gas coi dần đấy rồi. Why một lượng combo phía bên phải. Có Becca không? Becca đâu? Chỉ có Becca mới có lần một tuần này thôi. Có Musk và bên Gas thôi rồi. Nguy hiểm quá. Hồi hợp lý, còn Darkfin còn nói là con này quá mạnh. Mình yêu Darkfin trong cái tuần này. Bandit bút đi. Không được rồi. Đợi chuyện một chút nào chỉ có một tiếng phút nữa thôi. Trận này căng quá. Trận này căng quá. Đừng phải đẩy qua cầu đã. Nice, Ram, đặt Ram lỗi, no way, đặt Ram lỗi. Tại sao Ram ra cùng một lúc với con trơn của Sparky và để rồi tên này như nào đây, xử lý như nào đây? Chúng ta đang bị lỗ về Ely quá nhiều, một lượng combo rất lớn trong 6 deep.
That puts him in an advantage. Oh no, he's 8 behind. He needs 8 more hit points. Just a fireball and zap is still there. Team goes for half of his Smacky. Using the fireball and the zap, but nothing there. It's going to be so bad for UVR. Còn mất đi lên, còn mất đi lên, chậm mất đi, chậm mất, mất rồi đâu? Tại sao thả rùa như vậy nhỉ? Ra không? Không có ra rồi. Một hit. One hit. Chúng ta vẫn còn lợi thế. Chúng ta chặn được tên này, chúng ta thắng. Chúng ta sẽ poison. Uầy, đừng, nguy hiểm quá con nhá. Nguy hiểm quá. Rockswing đâu, chúng ta có rồi. Nice. Đấy lên. Phần đầu. Onion beats you, Bjorn. Let's be happy for that. But my goodness. The last four games have been nothing but insanity and Onion. Finally. Lois. Did you see Onion put on his headset? Hello, Seb from Brazil. Hello. Hola. Oh, các bạn phải nói là Siake giống mình. Đưa Siake bị ra mồ hôi tay. Anyway, Siake hit hit hand wet. Mình không biết là nói họ bị ra mồ hôi như nào. I think this is a tad bit of a beauty. Con rồng nó thắng con Infernal Tower, cái Infernal Tower kìa. Nó hút trước. Siake rồi. Mặc đầu kiếm nghìn đô. Đúng rồi, Zamaria Cycle. Cái deck này thì mình thấy là ở trên top họ dùng khá nhiều. Nhưng mà đây không phải, không có rồng đâu, không chơi không chơi rồng đâu. Mà chơi mất, chơi nó cơ. Poison rồi. Siake như chơi balloon à? Có được hợp lý không anh? Hợp lý không anh? Chưa thấy điều thể được quyền win ở đâu. Mà lại có Infernal. Cái áp đây rồi. No, graveyards. We have poison. No. Poison, họ có poison bên kia rồi. Chưa đủ Eli mà trong tên này thì họ không. Cần phải giữ lại poison. Ram Rider sẽ là single tấn công. Thả ngay một con Loomer vào trong. Hay chưa kịp. Em rất nhanh nhưng chưa kịp. Nhưng mà chúng ta không có con Ram, không thể vào trụ được, khó lắm. Chúng ta cần phải đẩy họ phải dùng thủ. Bao giờ như thế này thì liệu chúng ta thủ được không? Họ sẽ không có must để công tiếp theo. Nice. Cần phải chặn ngay được con này. Loomer sẽ dẫn tới cái này. Đúng rồi, chặn ngay cầu là cái tanh của họ. So my name is Skeleton Poison. Tí nữa thì phải một chút. Được rồi. Poison rất là tốt nhưng mà tên tiếp theo mình sẽ rất là khó để có thể thủ. Tên tiếp theo mình rất khó thủ và Ram Rider không vào được trụ. Poison này họ sẽ poison trong tên này này. Chúng ta chúng ta không được dùng quá nhiều Eli trong tên đấy. Vì nếu mà dùng quá nhiều Eli trong tên kia là mình sẽ bị thua.
con mắt nó quá cao, phải nói là cái con mất là một con thả Lumber vào trụ đi em ơi, chúng ta cần rất nhiều Lumber băng nhanh em ơi, vào trụ đi, chúng ta cần rất nhiều sức mạnh của em. Một pha lọt ghe của Lumber thì là chuyện rất là thay đổi rất nhiều rồi. Cố lên audience. Ram Riders counter. Một giờ một pha mình phải nói là rất là interesting đấy. Interesting đấy. Không dùng, ôi sử dụng nhiều đi vậy. Uầy, đừng. Gì vậy, chúng ta càng lao vào chúng ta càng thua. Chúng ta càng bị thiệt đi. Không có một hit. Còn Mega Knight sẽ, còn Mega Minion sẽ đi lên trước. Và vì vậy là combo này sẽ bị. Biết là chúng ta vừa combo vừa có một lượng Lily ra lớn, thả chuỗi đi. Rồi hợp lý. Họ sao trụ chưa? Họ chưa có trụ, họ có trụ đây rồi. Đánh vào đi. Onion, vào trụ đi. Anh ơi vào trụ đi. Nhưng mà chúng ta có còn một tên cuối cùng để chúng ta mới thủ tên này. Lên đi, đúng rồi. Lên đi, poison đi. Hay quá. Một ra đẩy ram cực hay. Phải nói đánh bắt bài cực hay. Ngày hôm nay là một trận mà mình phải nói là lên đỉnh. Good luck audience. FB lose. Audience from my country, Vietnam, bro. Yo, Vietnam. Vietnam team, kick team, and Vietnam team, the same. Quan Giáp and the Musket Tea. It's horrible when it just plays in. Because maybe it continues tomorrow. We don't know. Okay, minions. And the Musketeer. Oh, không được, một hit nữa. Not bad. Nice. Whoa. Hai cái deck nó same nhau anh em ạ. Giáp chúng có, minion sẽ có rất nhiều hit ở đây, tên đây. Ram Rider chạy đi em ơi. Ở đâu Bucky Ram. Họ thả có P.K. rồi. No. Mình cứ tưởng tôi vừa rồi con Duck Free nó quay lại. Chúng ta không có giáp, à không, họ có giáp nhưng mà không có Nate Whip. Con P.K. sẽ bay đi. Chúng ta có Electro. Yêu em quá. Mega Knight. Death turn này như nào đây? I love it. Nice combo. Mega Knight. Nhảy đi. Mega Knight. Em hết máu rồi. Mega Knight quan sát cũng được, chưa đuổi đi. Không có giáp, hình như bài này chơi không có giáp rồi. Có giáp không? Mình rất mong có giáp. Nếu mà tên này tên nãy vừa có giáp thì tuyệt vời quá. Thực ra là cái tên vừa rồi thì không cần phải thả Pekka, tại vì là con Duck Free nó đã có một đập rồi. Thì chỉ cần thả một con khác thôi. Thì có thể đép được cái con đập ram. Nhưng mà cũng phải nói rất là khen ngợi là ông SB này cũng đép rất là tốt. Mà tên kia mà Onion có giáp, không có ba giáp rồi. Tên này không có giáp rồi. Còn bàn đi hơi chậm, nó hơi nhanh hơn một chút, chậm nhanh chân hơn một chút thì nó có thể làm một trụ ngay. Wait, nguy hiểm quá, mình cứ tưởng có P.K. không có đủ Ely để có thể. Oh my god. Này. Không có một hit. Đổi hướng rồi, đúng rồi, tất tay đi. Họ chỉ có một cái poison mà có giáp rồi, tất tay nào. Vừa cắt cả ngã hay không? Đây là một đích chuẩn của đấy, thì tại sao tôi được không? Tất tay đi, có một con P.K. mà kiểu bước đi. Call it the whip. Gáy lên, chụp ảnh.
Mình sẽ chụp ảnh. Mình phải chụp ảnh. Mình phải chụp ảnh. Anh em chụp ảnh. Anh em chụp ảnh. Gáy lên. Tôi phải nói là hôm nay là đau tim quá. Đau tim quá. Với cái tên đầu, với game 1v1 kia mình lỗi bao nhiêu thì hôm nay đánh ở cái điểm review đánh tuyệt vời quá. Không thể ngờ. Một pha không thể ngờ với xuất sắc của game đầu tiên, game thứ hai thì khả năng là tuyệt vời, game thứ ba gọi là perfect luôn. Do phòng, cười đẹp, chuẩn rồi, mày đẹp trai mà. Đẹp trai, đẹp trai, hàm răng đều. Ok, và chúng ta sẽ chụp ngay cái màn hình lúc nãy lại và thầy post lên kia. Ngày hôm nay mỗi kích là thắng. Trời ơi.